Không bốc máy đi, bốc máy người ta. Rồi, rồi cho canh chua đồng cá đi. Cô lấy cơm cho nha. Con ăn cá hồi nãy hả? À, này con bưng cô chứ. Làm cơm trễ về anh. Mì thôi. Chắc thằng Tài bảo ở ngoài chỗ công viên có. Ngoài bên kia có nhưng mà tôi nhớ lắm. Phải làm thôi.